tay sau, ra tay trước mở kìa. Căng tay lên, căng tay lên, căng tay lên, căng tay lên. Tay cao lên ra. Mở tay sau kìa, mở tay sau kìa. Đây trận chung kết hạng cân 63.5kg tuổi 78, trọng tài điều khiển trận đấu là ông Huỳnh Tuấn Phong. Trường lý tiếp theo là trận chung kết hạng cân 67kg nam với tuổi 78, võ sĩ Lê Thành Đạt Nghệ An và võ sĩ Nguyễn Văn Công quân đội, hai võ sĩ chuẩn bị.
xanh. Oh!
sau, ra tay trước mở kìa. Cánh tay lên. Tay cao lên ra. Mở tay sau kìa, mở tay sau kìa. Smartly welcome, referee.